Dạ em Vũ xin chào bà con cô bác trên màn ảnh nhỏ ha. Tiệm em đây Kiến An, chợ mới An Giang bà con ơi. Thì ở đây chuyên bán phụ tùng xe với dọn xe đó. Hôm nay hôm bữa thì có gã chiếc phu Chanel mà kim 2007 đó, hôm nay bắt đầu dọn nè. Hôm nay gom về đủ đồ dọn. Lên cục máy ghim 125 cọp nè. Đó, rồi sườn sơn sáu sơn sườn luôn nè. Máy đi cục máy cọp mới chát luôn. Đầu 640. Để chót luôn, tháng 7 tháng 8 2022 chót cuối cùng luôn. Đi cục máy cọp vô lấy cái lóc gắn vô là lóc của Phu Chanel rồi nè. Giờ cái xe này là sang tên được bình thường nha. Xe này lúc trước em mua có giấy xuất xưởng luôn á. Có giấy xuất xưởng cho nên sang tên cho bà con bình thường. Bản số này của ông anh nè. Đứng tên luôn đó, 67L25275. Này bản số định danh bấm bán rồi bấm bán cũng 10 dính cái bản số này hoài. Cái xe này chắc hơi bộn tiền đó, hồi sáng là mới tính xương xương thôi là chưa có đâu đủ đâu, chừng là thấp 40 mấy triệu rồi đó trời ơi. Cái này đầu lòng gã ra, gã qua lăn lửa ra, lấy cái lóc của thằng Phu Chanel gắn lại. Vậy là cái máy giữa với cái nồi còn nguyên hiện nha bà con ha, không có chạm nha. Rồi gắn cái lóc của kim châm la gì Phu Chanel vô, gắn lóc lửa vô, gắn cái đầu lòng vô. Đây, làm rất kỹ luôn, có ốc đầu không có dấu luôn nha bà con nha. Chục máy này cọp trắng phiếu à. Trời ơi, trời cái máy nè, thứ nào chưa nói ha. Đẹp bá chéo một chát. Dạ có hả? Vậy đâu lên nó có nghe nói gì đâu biết. Ôi trời trái hiền. Máy đi 1000 cây bà con ơi. Quên đang quay cái chuyện. Rồi em làm nói chung là hổm dài em lựa đồ đủ đồ về nè ha. Cầm thái dành thái nhưng mà bên cái dành trùng mã không có ai, không có đường nào có, chân bên mình bán đồ mà còn không có nữa. Rồi vỏ thái quay y 2022 ha. Tới cái gột thái em cũng đi gột thái luôn nha. Cái gột em cũng làm thái luôn. Nói chung là em full từ trong ra ngoài, mà bán được á thì mình bán, còn không được là mình để xài luôn, chứ mình không có quan trọng cái chuyện bán, vì mình làm tới đầu luôn á. Từ bên sườn với IC là đi của nó hết trơn, tới thay cái thùng này em cũng thay luôn. Tới thay cái chốt này và thay cái khoe gài luôn nè. Hồi nãy mua cái khoe gài là 13.000. Cái khoe gài này thay 13.000. Giờ thay hết luôn, được loại xo up top, cây cần thắng ghim 125 mới hãng thái luôn. Đó. Bên sườn IC, cái dây điện sườn thay mới luôn. Đó, dây ga thay mới luôn nè. Chị lè mới luôn. Cái bộ ốc là em gam lại. Ốc kim của nó gam lại. Những cái con ở trong mình sườn này là mình dặn những con gam lại, những con mặt tiền nữa đi ốc thái. Cái phần đó phải chịu thôi. Chứ mình mua hết nguyên con này nó đâu có đủ ốc để mình đi nguyên con. Đó, thì bắt buộc em phải làm vậy. Cái chuyện đó bình thường nữa, mặt tiền mình đi ốc thái hết nha, thì bắt tăng sên. Đó, cút trước cút sau nữa đi thái hết nha. Ốc đĩa rồi đó ha. Nè, đi phuộc mới hãng nè, nó bánh đi vô cặp vỏ nè, nhưng mà con cái vỏ thái á mình để vô mình bơm cái S lên ngay à. Đã lắm, nó chuẩn lắm, chứ không phải vỏ Việt Nam mà mình đạp được dữ lắm nha. Nè, chân vỏ thái là chân vỏ vàng này nè ha. Siam Gucci đi câm thái dành thái nè. Chừng nữa đi cái đĩa quay 20 luôn. Chứ xe này chắc cũng nhiều tiền, hồi sáng là tính sơ sơ thôi là 40 mấy triệu đó. Chưa tính cái sườn lốc giấy. Cái sườn lốc giấy nè. Cái sườn đẹp mà sơn, cái sườn cũng phải sơn luôn á. Chung làm từ trong ra ngoài đến cái cậy cuối cùng của cái con ốc cuối cùng trong xe luôn. Là cái khoe gài của chúng đứng thay luôn. Thứ nào chịu nói. Cái này nãy thay cái up top của con rim 125 luôn nè. Đó, thay vậy đó. Dây điện sườn mới hãng nè. Bên sườn rim 125, IC rim 125, thông IC, treo IC đâu. Rim hết. Nè, mấy cái này nè. Rim 125 hết. Nè, rim 125 luôn nè nha. Cuộc này xịn sò luôn ha. Đó.
chấn ba chấn đăng cổ thay luôn, thay chấn đăng cổ hãng xịn hết luôn, ổ khóa hãng luôn, chưa đâu vào đâu rồi nhìn xịn. Cái này chiếc này em đi cái áo là đen sẫm bạc, áo thì hãng, chiếc này đi cái đầu đèn của anh ấy nha, không có đi thái ha, đầu đèn của Phu Chanel mình nha, giữ lại đầu đèn với cái cản Phu Chanel nha. Lấy cái nắp xăng thái kìa ơi, nắp xăng thái chơi thùng xăng mới, nắp xăng thái luôn nè, gấp cà tê quay hang mờ nè, nó mua gấp lại nè, gấp luôn. Đúng bài bản hết trơn. Lấy cái lọc xăng thái luôn nha kìa ơi, lọc xăng thái luôn, về đi xịn nha, chơi cộng dây xịn luôn nè. Bà con mua xe này không bao giờ bị lầm đồ, để nó bán được bán gặn nắp vô luôn, không được là không để xài luôn mà. Chừng nữa là đi dặn xong phải không, dặn xong cái nữa mình thay cốt, cái cốt thái vô với con tán nhật vô đó, ở ngoài sao cũng vậy luôn, mình thay cốt thái với con tán nhật. Cái chụp này phải mua chụp mới luôn nha, mới hết toàn bộ đó, thay lọc xăng thái luôn, cái nào thái có thái hết, còn không có là đi đồ hãng hết. Lọc xăng cục máy hả? Rồi lấy lọc xăng zin thôi, thay máy quên. Đó đi nắp xăng thái luôn nè, gì nè. Rồi hứa hẹn cho bà con là vài ngày nữa lên một chiếc xe siêu đẹp nè, tới tao thắng không thay luôn nha. Tao thắng thay, bao tay ga thay, thay hết. Mấy cái này là anh tháo em sơn hết. Chứ không có để, tại vì mình nhầm khi mình bán cái xe cọp cho người ta phải không? 60-70 triệu. Người ta về nhà người ta mở cái áo ra, ra nhìn bên trong là mới chắc là người ta mới chịu. Nhầm khi mà mày gỡ trong thừ lừ ra đâu có được. Cái này cục máy, cái lóc bạc màu bạc phải không, đi góc cà tay màu bạc nữa. Trời ơi, lên cái xe đẹp cho coi. Đi cần thắng ghim 125 nó kìa. Rồi hứa hẹn bà con vài bữa lên xe cọp cho coi. Đây nè, hôm dài nè, một tháng mấy nè. Phu Chanel Kim 2000, Phu Chanel Kim 2006, 2005, Phu Chanel Kim 2005 cọp. Đi 18.000, vỏ ghim còn, dây sên ghim còn, đi 18.000 đúng đồng hồ mà tao bỏ lâu chiếc hư chưa. Nó hơi cái bô nè, hơi cái bô, hơi cái dành, câm thì nó còn đẹp, hơi dành hết trơn à, nó nổ dành hết trơn. Rồi hai lóc nổ hết trơn à, mà cái máy thì thứ nào chịu nổi cái máy đó, thắng đẹp. Cái bình xăng nó mới ha, rồi heo dầu nó mới nè, cầm nó đẹp, nó vàng ươm ha, mà nó nổ, nó bỏ lâu nó không chạy, nó nổ, cái đĩa nó không mòn luôn ha, ốc đĩa đẹp nè, cái đĩa nè, cái heo dầu, bà con dòm heo dầu nè, ngày là năm á, vỏ còn, dây sên còn, kiến còn hai cây luôn, công tắc đẹp hết trơn luôn, 18.128 cây đúng đồng hồ, cái kim cái đồng hồ mới chát ha, không có bị găng luôn nha, cái kiến này là không bị găng luôn nha, nó có chạy đâu, ít xịu chạy mà nó không bị găng luôn á. Có cái cản hư rồi phải thay cản mới nè, áo ghim nguyên con không bể, hởm mà không chạy hư thùng xăng thay thùng xăng mới với cái nắp xăng thái vô nè, cái báo xăng thì lấy lại báo xăng đẹp gì luôn nè, dây ghim còn hết luôn, 2005 luôn nè, tháng 12 2005 nè, 11 12 nè, cuối đời. Để thay cản vô cái này, bấm biển số rồi ơi, cho tên của ông anh này. Em còn chiếc này nữa mà 2009, đi có 12.000, 13.000 à, đi 13.000, vỏ dây sên còn nguyên cặp. Mà dàn ốc nó không đẹp bằng xe này. À, cái kia là thằng Neo Kim 2009, màu đỏ đen đẹp dữ dằn lắm, áo đẹp dữ dằn lắm mà dàn ốc nó không lợi, ốc nó ui hơn xe này. Xe này là bán trong anh rồi 39 triệu, ra tên trong anh luôn. Cái máy thứ nào chịu nổi nè. Mở bô hư chứ dầm sao hư. Chứ hai lóc nổ trơn. Hật. Ram ti hật. Cầm nè. Bông cá kè trơn. Cầm đẹp, đùm đẹp, ốc tán đẹp luôn. Dính bông cá kè 18.000. Đúng cái chất xe không chạy là gì nè.
gầm tì nổ vậy nè, hết xăng thôi đó quê. Chống ngang đâu còn hết trơn luôn nè. Chống càng còn dậy gì luôn nè. Ủa xem ra rồi. Học tăng. Ui trơn. Cái máy chạy thì bao sướng. Bao sướng nhất luôn. Nè để bắt cản vô rồi bắt cana rồi lên bóng cái dàn áo lại kêu ông đi dán keo nữa lụm. Nổ hai lóc trơn ha. Trời mà chừng nào có hư cái bô này thì mua cái bô thái bỏ vô. Mà cái dành sau nó bị ấy mà nó không có mục ra, nó bị mè hết trơn. Đúng với chắc xe không chạy. Mà cái máy gơi gớm thì máy chạy. Rồi chú ý là lên cái xe cọp rồi đây, nó bà con đón vài bữa là em sẽ làm hoàn thiện cái xe này nè. Còn chừng chiều nay gác máy luôn rồi, có đầu đủ đồ rồi, chiều nay bô có bô với chiều nay gác máy nè, chiều nay gắn bô. Chớp đây tới chiều muốn gọi áo sống có sẵn rồi. Mà nó nên nữa cầm cái giá ra chiếc này chắc mắc hơn xe vừa rồi, vì xe này làm quá trời dữ rồi. Hồi sáng thôi là thấy chưa chân là thấy 40 mấy triệu rồi. Chưa đủ đồ chưa chân là 43 triệu mấy rồi. Rồi thôi bà con ha.